Còn trên khi các bạn tham gia đăng ký, các bạn sẽ nhận được 1.000 token có ký hiệu là BEP. Giá hiện tại của nó là 0.1 đồng cho 0.1 USD cho 1 BEP nha các bạn. Mà con này nó có khác là các bạn đầu tiên bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào qua dấu gạch. Bấm vào đây một dòng mail các bạn. Mình có một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký các bạn. Còn giờ mình có tài khoản login các bạn. Rồi, mình login vào các bạn. Câu này nè, chương trình nó khi các bạn chia sẻ cho một người các bạn sang nhà nè, được 2.000 token BEP tương đương là 200 đô. Rep con này khởi chạy vào ngày 15 tháng 5, còn tám mấy 30 mấy ngày nữa. Các bạn cố gắng copy đường link này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Con này sau khi mà các bạn chia sẻ cho những người đó giao dịch, các bạn sẽ ăn 35% của người đó các bạn. Ăn hoa hồng của người đó 35% để phí. 35% là các bạn trên 500 BEP ăn có hoa hồng có 15% mà các bạn ơi. Bạn nào chưa chơi thì mình để link mô tả với các bạn xem ra chơi nha các bạn. Kèo này khá là ngon luôn, các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản cái là rồi. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.